Giờ em nói hay anh nói? Ủa hai đứa có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì nói cho má với dì nghe coi chuyện gì vậy? Hôm rồi má với dì nói những cái điều mà vợ chồng con về cũng trằn trọc, cũng suy nghĩ dữ lắm á. Thì con thấy cái lời của má, cái lời của dì nói cũng có phần đúng. Con bây giờ là con thấy vợ con bây giờ nó có nhiều khuyết điểm á. Ủa là sao? Hồi đó yêu bị mù quáng cái gì, nhìn thấy vợ mình gì cũng đẹp, gì cũng tốt á, mà kể lúc mà má nói á, con không có thấy, trời ơi, má nói đúng nha. Vợ con suốt ngày có nhõng nhẽo, cứ đòi ăn này, nó bắt con mua kia. Trời ơi, sáng con còn phải đi làm nữa mà. Tối hành con quá trời, không ngủ nghe gì được, cái ốm mo gầy mò hết trơn nè. Con chịu đựng không nổi nữa rồi. Giờ ở được thì ở, không nổi thì chia tay đi. Tưởng anh hay lắm mà, anh không có tật xấu gì hết rồi. Ủa, tôi có tật xấu gì? Chẳng qua em không muốn nói thôi. Mà bây giờ nó như không chịu được nữa thì chia tay đi. Chia tay đi, chứ tôi sống không nổi với con rồi. Hai đứa đang giỡn chơi hay gì vậy tụi con? Không, con nói thiệt, con nói thiệt. Hai đứa tụi mày điên rồi hả? Dạ không có điên, tụi con đang rất tỉnh và tụi con đang nói thiệt. Nín. Dạ xin lỗi gì? Gì con? Bây giờ con không muốn vợ con tầm con nữa. Con quá mệt mỏi rồi. Không được con. Má ơi. Nè. Con về má nuôi con đi má. Khoan, bây giờ tôi xí chuyện gia đình bên đó. Cái bữa giờ tôi cũng thấy không? Thằng chồng con Na nó cũng thương con Na. Thôi con ơi, nó có gì lỡ bỏ qua cho nó đi, đừng có bỏ nó con. Con phải trách nhiệm với nó chứ, bỏ nó rồi ai lo. Ở đây là hai vợ chồng con quyết định ly hôn mà. Tụi con đồng ý mà, tụi con tự nguyện. Mà giờ hai người sao ngộ quá vậy? Không được, không được, hai đứa không có được ly hôn. Tôi thấy đùng một cái muốn bỏ là bỏ. Mất mặt gia đình hai bên lắm. Vậy bây giờ con hỏi nè, vậy là cuối cùng lại là hai người có muốn hai tụi con ly hôn không? Không. Ai mà muốn bao đúng, giờ? Đúng rồi. Không muốn đúng không? Không. Không. Yeah, cái coi. Yeah. Yeah, mình lớn rồi nha, mình nói là mình phải giữ lấy lời nha. Ủa, hai đứa đang làm cái gì vậy? Đang đóng kịch hả? Tại vì hôm bữa hai người tới, hai người cứ kể xấu chồng con rồi kể xấu con này kia. Nhưng mà hai người đâu có hiểu hai vợ chồng con là thương yêu nhau sao đâu. Nên tụi con quyết định diễn chút chút thôi. Nên từ giờ trở đi á, hai người đừng có nói là tụi con phải thế này thế kia nữa nha. Tụi con có ly hôn, tụi con có chia tay là má gì cũng đâu có vui đâu, đúng không? Thì đúng rồi. Đúng rồi. Thôi hai đứa nó vui rồi kìa. Gì? Nó vui mình cũng vui luôn. Vậy là vui vẻ cả nhà, có gì đâu. Đón xem Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.